Một mùa xuân mới sắp sang, mùa xuân của sự va chạm, những lời than thở của Nhật, cái lý do của Sương, cơn đau của Hùng, cái ánh mắt ánh lên cái sự hâm mộ của mình và đồng đội khi mà trót thua Tân và những anh em. The Mona Football Tournament Team Bắc 2024, 5 triệu dành cho đội chiến thắng. Những bạn trẻ nào mong muốn ánh hào quang và tiền bạc thì hãy vào đội của Tân. The Ride.